Sau khi ngân hàng nhà nước công bố hạ một loạt lãi suất điều hành, các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn từ ngày hôm qua. Theo đó, tại nhóm ngân hàng quốc doanh, đối với các kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng, cùng áp dụng mức lãi suất 4,1% năm, kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng lãi suất 4,6% năm, giảm tới 0,8% năm. Ngoài ra, lãi suất các kỳ hạn 6 và 9 tháng giảm lần được 0,3% và 0,4% năm so với biểu lãi suất cũ, còn 5,5% năm. Vietcombank và Viettinbank vẫn giữ nguyên mức lãi suất từ 6 tháng trở lên, trong đó kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lãi suất cao nhất cùng ở mức 7,2% năm. Một số ngân hàng thương mại còn giảm sâu hơn xuống dưới mức trần 5% năm theo quy định.